Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông sẽ không phản đối việc Quốc hội Mỹ phê chuẩn thêm viện trợ cho Ukraine, miễn là sự hỗ trợ đó được đưa ra dưới hình thức cho vay. Ông cũng nhấn mạnh rằng các đồng minh châu Âu phải có mức hỗ trợ tương tự như Washington dành cho Kiev. Phát biểu với các phóng viên hôm 12 tháng 4 cùng với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, ông Trump tuyên bố ủng hộ nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đang gặp khó khăn. Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ đạo luật viện trợ cho Ukraine hay không, nếu ông Johnson đưa ra dự luật bỏ phiếu, ông Trump nói: "Chúng tôi đang nghĩ đến việc thực hiện nó dưới hình thức cho vay, thay vì chỉ là một món quà. Mỹ đang tiếp tục trao những món quà trị giá hàng tỷ tỷ đô la Mỹ, và chúng ta sẽ xem xét lại điều đó." Ông Trump là ứng cử viên, được cho là của Đảng Cộng Hòa, trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay để đối đầu với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Lần đầu tiên ông đưa ra ý tưởng chuyển viện trợ của Ukraine thành các khoản vay là vào tháng 2 năm nay. Ông đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow trong vòng 24 giờ bằng cách buộc cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã ngăn chặn việc phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine kể từ mùa thu năm ngoái. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson được cho là sẵn sàng để dự luật tài trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện, bất chấp sự phản đối của nhiều đảng viên Cộng Hòa. Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, một đồng minh của ông Trump, đã đe dọa thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu để lật đổ ông Johnson. Ông Trump nói với các phóng viên: It's not an easy situation for any speaker. I think he's doing a very good job. He's doing about as good as you're going to do. And I'm sure that Marjorie understands that. She's a very good friend of mine. And I know she has a lot of respect. Ông nói thêm rằng nếu viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine được chấp thuận, châu Âu phải tăng cường viện trợ và họ phải cân bằng với Mỹ. Nếu họ không cân bằng, tôi rất khó chịu vì họ bị ảnh hưởng nhiều hơn chúng tôi. Ông Trump lặp lại tuyên bố rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn là Tổng thống. Ông Trump cho rằng sự kém cỏi của ông Biden đã mở ra cánh cửa cho cả cuộc khủng hoảng Ukraine và cuộc chiến Israel-Hamas. What's going on with Israel, October 7th, and what's going on with Israel could end up in a world war. Ông Trump cũng cảnh báo xung đột ở Ukraine và Israel có thể leo thang đáng kể, ngay cả trước cuộc bầu cử của Mỹ vào tháng 11. And a lot of bad things are happening in our country, but that's the least of it. You've got Russia could end up in, you could end up in a world war between Russia, Ukraine and all of the chaos, and that's something should have never happened. It would have never happened. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.